Vâng ạ, xin chào các bạn, trở lại với cả trang Kính Của Kính Xương. Hôm nay em giới thiệu bác đó là kính cơn mạ vàng thập niên 79 nhé. Con này size 52, chiều ngang thì 13,8 nhé, của Mỹ xưa, chuẩn Âu nhất nhé. Vâng, bọc vàng thì sáng lên gương rồi, tất cả là nguyên zin hết nhé. Vâng, xuất sắc nhé, thành vách sắc nét đẹp, zin hết, chuẩn đét nhé. Cái này dù là em quay này là em hay tranh thủ quay buổi chiều. Vâng, bây giờ em sẽ đi chi tiết hai bên, càng hai bên và cầu ở giữa và thông tin thông số về kính nhé. Vâng, bác nào ở Hà Nội gần độ có địa chỉ nhé, em xem kính cổ đồ cổ sơ đồ lính Mỹ nhé. Ở gầm cầu dưới giữa thì bao giờ nó có cái chữ AO này. Vâng, đấy, xuất sắc nhân zin hết nhé. Gầm cầu dưới giữa bao giờ có chữ AO đấy, thành vách sắc nét đẹp nhé. Tiếp theo em sẽ đi sang hai càng hai bên. Vâng, hai càng hai bên của nó là 5/2 biểu tượng logo này, American Optisco này, đấy, mạ vàng sáng ánh gương này. Đấy là càng bên phải nhé. Bây giờ em sẽ quay sang càng bên trái này. Đấy, bây giờ em sẽ quay sang càng bên trái nhé. Càng bên trái nó thế thôi, nó đảo chiều nhau thôi. Vâng, nó cũng là 5/1/2. Đấy, Our American Optisco này. Đấy, chui ve nguyên zin nhé. Tất cả là thông tin về kính thì bên em luôn luôn ghi bên giấy video rồi, kèm theo cái địa chỉ và số điện thoại thì cũng đã khẳng định rồi, lâu năm làm nên tên tuổi thương hiệu rồi thì bạn cũng rất là an tâm yên tâm về kính cổ đồ cổ ạ. Xuất sắc nhé. Vâng, zin hết nhé. Đây là em quay lúc là sẩm chiều đấy mà nó còn đẹp thế này, bình thường ban ngày nó còn đẹp long lanh nữa. Size 52, chiều ngang 13,8 nhé, Mỹ xưa chuẩn áo nhất nhé, xuất sắc nhé, zin hết ạ. Vâng, mạ vàng thì sáng ánh gương rồi, không còn gì để phải chê ạ. Vâng, xuất sắc nhé. Vâng, xuất sắc luôn đấy. Cầu giữa là AO đấy nhé. Vâng, cái dòng này thì em cũng chia sẻ nhiều vì trong quá trình là 25 năm qua bán kính đồ cổ giới thiệu quá nhiều nên là càng phải này. Đó, 5/2 Our American Optisco này. Đó, thông tin về kính rất là cẩn thận này. Đó, xuất sắc nhé, chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt nhé, thành vách sắc nét đẹp zin hết nhé. Đây là càng trái này, 5/2 Our American Optisco này, xuất sắc nhé, chuôi ve còn trắng tinh trắng muốt nhé, zin hết, đẹp xuất sắc, đẹp nhé. Và thành vách sắc nét đẹp zin hết. Và vâng, giá cái này 5,1 triệu nhé, 5,100K nhé, giá 5,1 triệu, 5,100K. Về quy trình mua bán thì bác nào chuyển khoản em bao ship, bác nào ship code vui lòng đặt cọc 100 đến 200, tùy giá trị kính. Về thời gian gửi hàng sẽ 1-2 ngày, chậm 3-4 ngày. Về thời gian bán hàng em bán từ sáng từ 8 giờ sáng đến 23 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, tất cả ngày, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày trong tuần, không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bác điện thoại trước tránh tình trạng đến là sốt quá thì em đi thẩm định, cũng như định giá được hồ sơ. Bác điện thoại trước em sẽ nhanh tiếp đón từ xa, tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa nội rồi. Khi bác mua kính đồ cổ nên chọn những cái địa chỉ và số điện thoại lâu năm thì đã được khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi, mà mình phải rõ ràng về hình ảnh con người, giọng nói tròn vành nó tiếng. Còn các bác mà không nên mua những đối tượng mà nó chỉ đề mỗi số điện thoại không thôi và nó có đề địa chỉ nhưng địa chỉ một nơi, nhà một nơi đó, thì những đối tượng đấy bán hàng rất là rủi ro, thì hết sức lưu ý cẩn trọng. Bên em thì địa chỉ số điện thoại lâu năm thì bao giờ một là sẽ ghi bên này địa chỉ và số điện thoại lâu năm, cả địa chỉ và số điện thoại là 25 năm, hoặc là sẽ ghi bên dưới này, có thể là ghi địa chỉ và số điện thoại bên dưới hoặc là ghi bên trên. Tất cả thông tin về kính, từ quy trình bán, về số tài khoản, về địa chỉ lâu năm em đều ghi bài viết bên dưới video kèm theo giá cả luôn, rất an tâm yên tâm. Và tất cả sản phẩm bán ra là chất cắt toàn cầu trên toàn thổ rồi, và giá 5,1 triệu là rất là rẻ nhá. Một lần nữa thì rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video. Bác nào như quý trang của Quỳnh Sơn, nút đăng ký kênh, subscribe, share các phản nhận và quả chuông để mỗi khi lên kênh hệ thống post sẽ được nhận rất nhanh. Và xin chào tạm biệt các bác nha.